Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dù lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Hình ảnh của người phụ nữ Canaan trong bài tin mừng mà quý ông bà anh chị em vừa nghe đó, nó đang rất gần và rất nhiều nữa ở chung quanh chúng ta tại thành phố này trong những ngày qua. Đó là những con người đang lâm vào bế tắc vì nhiễm COVID-19, vì có bệnh nền hay mãn tính mà không dám đến bệnh viện trong những ngày này, rồi vì bị cách ly phong tỏa, thất nghiệp, bị đuổi ra khỏi nhà trọ, bị cắt mất nguồn sống. Đó còn là những con người liều mình về quê xa hàng ngàn km bằng xe máy, xe đạp và thậm chí là đi bộ nữa. Tất cả những thân phận đó làm thành một đoàn người lầm lũi giữa dòng đời này, với lời van xin trong tuyệt vọng, không còn thốt thành lời nữa: Xin thương xót tôi, xin cứu giúp tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó chính là lời cầu xin của người phụ nữ Canaan. Lời cầu xin này nó xuất phát từ tình yêu dành cho đứa con gái nhỏ của bà, với ước mong đứa con gái bệnh tật đó được chữa lành. Lời cầu xin này còn được thôi thúc bởi niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Như chúng ta thấy, niềm tin của bà đã phải trải qua những thử thách cam go. Trước hết là cái thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Chúa: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Rồi cả những lời như thể là xúc phạm, xua đuổi nữa: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy niềm tin của người phụ nữ ấy vẫn kiên trì, vẫn người sáng, rồi thể hiện ra qua cái sự khiêm tốn đến lạ lùng: Vâng thưa Ngài, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Kính thưa quý bà anh chị em, qua đây chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người cả. Sự im lặng của Thiên Chúa chẳng qua chỉ là một cách thử thách,
nhưng còn là cơ hội để cho người phụ nữ kia được thanh luyện, được lôi kéo đến gần Chúa Giêsu hơn, rồi bộc lộ một niềm tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ chạm đến lòng nhân từ của người, khiến Chúa phải chạnh lòng. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Không biết quý ông bà anh chị em có nhận ra bóng dáng hay là thân phận của mình qua câu chuyện tin mừng hôm nay hay không? Mỗi người chúng ta cũng đang trải qua những cung bậc của cảm xúc, của lo lắng khác nhau khi đối diện với tình hình dịch bệnh ở những góc nhìn rất khác nhau. Những ngày này có lẽ quý ông bà anh chị em cũng nhận được những thông tin về trường hợp người này là F0, người kia là F1, thậm chí là những trường hợp đã qua đời để xin hiệp thông cầu nguyện. Tôi được biết trong số các tu sĩ tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố này mới được hơn 2 tuần lễ thôi, nhưng cũng đã có những người dương tính với Covid rồi, phải cách ly. Rồi trong những cộng đoàn, một số cộng đoàn tại tổng giáo phận của chúng ta cũng đã có những cái ca nhiễm Covid. Và có lẽ mỗi người chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác sợ hãi với virus corona. Nỗi lo lắng đó nó càng gia tăng khi ngay trong gia đình của mình có những người thân yêu thuộc cái diện là dễ tổn thương với Covid, vì lớn tuổi, vì có bệnh nền. Thú thực những ngày qua tôi cũng lo lắng và chỉ mong làm sao cho người thân của mình sớm được tiêm vaccine. Thế mà mình chẳng thuộc cái diện nào cả, chỉ thuộc cái diện thường dân thôi, chẳng có ai để mà nhờ cậy, nên cứ kiên trì chờ đợi theo cái lịch của địa phương. Và cuối cùng, kính thưa quý bà anh chị em, vẫn có chưa lo. Ngày hôm qua tôi được báo là nhà mẹ tôi cũng đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine rồi. Và đâu có chỉ là những cái lo lắng như nó bệnh tật như vậy, mỗi người chúng ta vẫn còn có những cái nỗi lo về cơm áo gạo tiền thường nhật. Và nỗi lo đó trong cái hoàn cảnh dịch bệnh này nó như được nhân lên vậy. Tôi thì không phải lo cơm áo, nhưng mà vẫn phải lo nợ. 2 năm dịch bệnh, tổng giáo phận không có những cái đợt quyên góp cho quỹ loan báo tin mừng. Thế nên cái số nợ mà tôi đã ký để vay trước đây cho giáo phận mua đất lập các giáo điểm, không biết đến bao giờ mới trả được. Tuần trước có người gọi điện cho tôi: thưa cha, 4 năm trước con có cho cha mượn số tiền. Anh chị em thấy cứ hình dung đang lo mà lại có người nhắc nữa thì làm sao, bủn rủn tay chân luôn. Nhưng mà nhắc không phải là để đòi, mà để xóa nợ. Vị ân nhân đó nói rằng: thưa cha, con lớn tuổi rồi, mà tình hình dịch bệnh như thế này không biết ngày mai nó ra sao, cho nên con gọi trước xóa nợ cho cha để con an tâm. Chỉ thế thôi. Và tất nhiên một người được xóa nợ, giống như anh chị em thời gian này mà được miễn tiền nhà trọ đó, thì mừng như thế nào. Niềm vui của tôi còn gấp bội. Thế trong giờ cầu nguyện sau đó tôi cũng thưa chuyện với Chúa. Tôi nghe Chúa nói thế này: hay là ta để kéo dài dịch bệnh này thêm thời gian lâu lâu một tí, để cho có nhiều người xóa nợ cho con. Nghe thấy thế là tôi dậy nảy lên rồi: thôi đừng Chúa ơi, cứ để mình con chịu nợ được rồi, chứ dịch bệnh nhiều người khổ sở lắm rồi Chúa. Thì kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tâm trạng của chúng ta với bao nhiêu nỗi lo lắng, nó cũng giống như tâm trạng của người phụ nữ Canaan ngày xưa, lo lắng cho đứa con gái bệnh tật của mình.
Nỗi lo Covid bây giờ không còn là nỗi lo của riêng ai nữa, mà nó là nỗi lo chung của thành phố này, của đất nước chúng ta, của cả đại gia đình nhân loại. Thế nên mọi người chúng ta cần phải học theo gương của người phụ nữ Canaan, chạy đến với Chúa, mang theo tất cả những lo lắng của mình, cả những bất lực của chúng ta nữa, tin tưởng và phó thác trọn vẹn cho Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin gìn giữ người thân của chúng con, xin cứu giúp đồng bào con. Anh chị em biết rằng người phụ nữ đây là người Canaan, nghĩa là một người ngoại giáo. Vì là người ngoại giáo cho nên bà chẳng có gì mà tự hào với Chúa, cũng chẳng thể kể lể với Chúa về việc ăn chay cầu nguyện hay là đọc kinh thánh, làm việc lành để chứng tỏ bà xứng đáng được Chúa giúp đỡ thi ân. Ở đây bà chỉ biết kiên trì đến độ lì lợm, đến gần và nài xin Chúa với niềm xác tín rằng niềm tin tưởng và hy vọng của bà đặt vào Chúa đó là quan trọng nhất, là tất cả những gì cần thiết. Cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, niềm tin và hy vọng của chúng ta đặt vào Chúa lúc này, trong cái cơn khủng hoảng vì dịch bệnh này, thật sự quan trọng. Thế nên đừng để cho cái hoàn cảnh hiện tại làm cho mình ngã lòng, đừng để cho những thử thách trong trận dịch này khiến chúng ta phải tuyệt vọng. Cũng đừng để cho cái cảm giác bị Chúa bỏ rơi, lãng quên, nó lấn át, để rồi buông những lời kêu trách Chúa, giống như dân Israel đã làm năm xưa trong sa mạc. Trái lại, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn cần phải cầu nguyện nhiều hơn, tha thiết hơn, rồi suy gẫm nhiều hơn về các biến cố đang xảy ra. Cần phải nhận ra sự mong manh trong thân phận của mình, cũng như là cái giới hạn của thế giới này. Hãy ngoan ngoãn để cho Chúa thanh luyện, để cho Chúa biến đổi, và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi cho chặng đường phía trước. Kính thưa quý bà anh chị em, nói tóm lại, lời Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta dám nhìn thẳng vào thực tại một cách tin tưởng, lạc quan, mà không sợ hãi hay là né tránh nữa. Thiên Chúa không bao giờ thử thách quá sức con cái của mình đâu. Nên cứ tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Người sẽ nói với mỗi người chúng ta rằng con muốn thế nào sẽ được như vậy. Phần đại dịch sẽ qua đi, và để bù lại cho những mất mát về sinh mạng này, về sức lực hay tiền của, chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta được thêm niềm tin, thêm lý tưởng sống, thêm tinh thần dấn thân vì cộng đồng, rồi sự liên đới, hợp tác, và nhất là khao khát tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn vững tin, đừng tuyệt vọng, và cũng đừng để cho bất cứ ai phải tuyệt vọng trong cuộc thử thách này. Xin quý ông bà anh chị em cũng đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, những người đang làm cha xứ, cha phó tại cộng đoàn của anh chị em, biết noi gương Thánh Gioan Maria Vianney, luôn biết sống hết mình vì đoàn chiên của mình, luôn sát cánh với đàn chiên trong những ngày này, để cùng chiều nhau qua đại dịch.